Theo cáo trạng, đầu tháng 9 năm 2023, Phạm Văn Đức được một đối tượng tên Nam không rõ lai lịch thuê đưa hai người Trung Quốc là Nghiêm Huy Phi và Văn Khải Hoa từ thành phố Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh để ở lại Việt Nam trái phép với tiền công là 10 triệu đồng. Sau đó Phạm Văn Đức thuê lại Vũ Văn Ngọc để Ngọc trực tiếp làm việc trên với tiền công 2 triệu đồng. Khi Ngọc đưa hai người Trung Quốc đến huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Phạm Văn Đức bỏ trốn đến ngày 5 tháng 3 năm 2024 thì bị bắt. Hai bị cáo đều có nhân thân xấu, có tiền án tiền sự. Bị cáo Đức bị Tòa Nhân dân huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng xử phạt 27 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, nhưng trong lúc hoãn thi hành án thì bỏ trốn. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Đức 5 năm tù về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, cộng hình phạt ở bản án của huyện Tiên Lãng, Đức phải chấp nhận hình phạt 7 năm 3 tháng tù, còn Vũ Văn Ngọc lãnh 1 năm 6 tháng tù về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.